Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu vâng siêu dị vâng điên rồ đến từ Trung Quốc. Cái gì đây? Vâng, 15 Hitler. Vâng, đỡ làm sao được, đỡ làm sao được anh em ơi. Vâng, 15 Hitler. Cái gì đây? Zeti. Vâng, ăn Queen. Ăn được Queen rồi. Vâng, ăn được máy bắn đá chứ Queen chưa ăn được. Và như vậy là đã có Super Queen. Vẫn còn 10. Vẫn còn 10 Hitler nữa. Cố lên. Và như vậy là chơi Super Queen với Super King hay là Super Đại Quản Giáo đây. Ô, lính hội thành ra rồi. Có độc dược cũng xử lý không? Vâng, bụp ra ngay. Chết rồi. Và Super Đại Quản Giáo bên này luôn. Vâng, cái gì đây? Dân chơi đây rồi. Ôi trời ơi, Trung Quốc ơi là Trung Quốc ơi, mấy ông thần ông nghĩ ra cái trò gì đây? Vâng, hết Covid các ông ở nhà các ông rảnh quá rồi đây mà. Rồi, vâng, Super Queen cánh chạy lên hướng 12 giờ, vâng, Super Đại Quản Giáo hướng về 3 giờ. Và như vậy là có một siêu công thành binh. Toang! Ăn được cái Air Defense đến nơi rồi. Vâng, chuẩn bị là Super vâng Royal Champion cũng nên đây này. Bởi vì nó chưa xuất quân mà vẫn còn tới 7 Hitler nữa cơ mà. Vâng, đúng là những cái combo dị mà chỉ có Trung Quốc mới nghĩ ra rồi các bạn ạ. Rồi, bụp tiếp cuồng nộ cho Queen. Vâng, thêm một siêu công thành binh nữa. Vâng, nó phá thì đừng có hỏi cái độ khét. Ô, bẫy lốc xoáy nhưng không sao, chúng tôi vẫn cứu được. Vâng, rất là căng cò. Vâng, đã có một pha công Queen và bụp tiếp hồi máu cho Queen. Vâng, bơm thêm, gọi hội. Ok, và như vậy tiếp theo nữa ở góc 3 giờ đã có Super Royal Champion. Vâng, nó làm cái nhằng cái nhịp gì đây à, trời ơi. Vâng, Trung Quốc ơi, tôi đến chịu thôi. Vâng, Royal Champion, vâng, gồng không? Vâng, bắt buộc phải gồng thôi, càng lắm rồi. Vâng, nó đi chưa? Vâng, ba con tướng nó đi nhông kèn khắp bản đồ rồi các bạn ạ. Nó kết hợp thành hình tam giác rồi nó giã vâng từ trong ra ngoài, từ ngoài đục vào. Vâng, chơi thế này thì ai chơi hả bạn Trung Quốc? Rồi, balloon vào đây, balloon. Vâng, như vậy là nó cho vâng đại tháp pháo đại bàng. Vâng, một mình tao chấp hết. Thôi, tao chết hết luôn. Không thể đỡ được, vâng, đại quản giáo không gồng luôn. Vâng, chấp gồng đại quản giáo luôn. Vâng, đây một trận đánh siêu dị đến từ Trung Quốc anh em á. Chịu, đỡ làm sao được kiểu này. Vâng, 15 Hitler hồi máu, 2 công thành binh, 3 quỷ giác, 5 balloon. Cân bản đồ, khiếp. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một trận thi đấu siêu dị nữa. 10 vâng Super Giant, 10 Wish, 10 Bowlers. Đánh với cả là bịch động đất. Vâng, chơi thông cái mẫu bay này. Quá ảo diệu luôn đến từ người chơi Rilin 1830 này. Vâng, ở trong giải đấu hội chiến này có những cái người chơi vâng thi đấu combo ảo diệu luôn các bạn ạ. Rồi như vậy là vâng Super Giant đi đây rồi. Rồi một loạt anh tài vâng 10 anh. Vâng, mỗi đơn vị là 10. Ui rồi. Vâng, các bạn hãy theo dõi trận thi đấu vâng căng cò với đội lính siêu đẻ này nhá. Úi giời ơi, vâng mình phải chờ hết cái giải hội chiến thì mình mới tổng hợp được cho các bạn đây. Vâng, anh em hãy cùng chiêm ngưỡng cái màn vâng tỷ con xương này. Úi giời ơi. Vâng, rồi champion cấp 8. Vâng, làm nhiệm vụ rất tốt. Vâng, cuồng nộ cho PK. Vâng, à PK có một pha quay xe rồi. Không ổn rồi. Vâng, tôi thả một bình cuồng nộ. À không, vẫn quay lại. Vâng, bụp thêm bình đóng băng nữa cho nó chắc ăn khu vực nhà chính. Ui giời ơi. Vâng, anh em thấy được cái tỷ lệ siêu đẻ của Wish chưa? Vâng, không đỡ được các bạn ạ. Vâng, nhìn cái đội quân này tì con xương này. Ui giời ơi. Đỡ làm sao bây giờ? Máy bắn đá cho bắn bắn nữa nó cũng đẻ thôi. Siêu đẻ. Rồi nhìn ô nữa hả? Chết tiếp. Ôi rồi ôi. Vâng, chết thì ta lại đẻ. Vâng, biết chia sẻ là như vậy. Vâng, những em xương đang câu giờ rất tốt với mấy thanh niên. Vâng, Ice Golem.
Ông mấy thanh niên chỉ có đi đấm xương thôi, còn đống bên này tha hồ nó hành lạc. Vâng, 10 con Witch thôi mà vâng nó đẻ từ đầu trận đến cuối trận này vẫn chưa xi nhê gì các bạn ạ. Vâng, cử ra một em để tiêu diệt Ice Golem rồi. Đấy, nó vẫn đi đẻ đấy. Vâng, cái lúc này thì chỉ có mô tà với cả là tháp bom mới ảnh hưởng được nhiều đến cái đám xương này thôi. Vâng, Queen nó còn chưa cần gồng. Ôi rồi, đây vẫn còn tới 5 em Witch, 6 em Witch. Ui giời ơi, càng thật, vẫn có một em Witch đứng lại chơi với Ice Golem câu giờ rất tốt luôn các bạn ạ. À, như vậy là mẫu bay này đã nằm sàn với đội quân siêu đẻ rồi. Chịu luôn, vẫn video toàn combo dị thôi. Càng cỏ thật. Rồi, đục tường mà chạy ra ăn thôi em ơi. Ôi rồi, vâng, cuối rồi còn vâng còn gặp nhọ. Một trận thi đấu clear với đội quân siêu dị đây anh em nhé. Càng. Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu vâng Super Queen rồng lớn luôn các bạn ạ. Oh, có vẻ như cái combo đi Super Queen rồng mà lâu lắm chưa xuất hiện. Trung Quốc nó vẫn có chơi được combo dị này. Thảo diệu đấy. Vì thực sự là mình thấy rất ít những người chơi theo kiểu mà Super Queen mà lính bay lại chơi kiểu rồng lớn. Thường thì full rồng bass spell thì có, đi Super Queen rồng lớn thì vâng có lẽ là Trung Quốc nó mở hàng rồi đấy. Mở thọc thẳng hướng vào đây, ăn được Inferno ở đây luôn. Tiêu diệt được cả Queen với cả là Royal Champion. Nó lại hợp lý quá các bạn nhỉ. Chả lẽ mở mẫu bay dễ vậy sao? Hướng còn lại là để cái expo mặt đất rồi. Dưới này bằng hai cái Edifan này. Ủa, và như vậy là oảng hết Edifan. Ồ, vâng, tại sao là để mẫu bay này hả bạn anh tôi? Hóa ra là như vậy anh em ạ. Vâng, sạch hết Edifan rồi. Inferno nhiều tia cũng nằm sàn rồi. Vâng, nó lại trả hai lại quá đi chứ nị. Vâng, có lẽ đây là cái trận đi Super Queen vâng nhanh gọn nhẹ nhất mà mình từng thấy. Ồ, hay nhở. Vâng, quá ảo luôn. Mà còn không cần thả. À vâng, tưởng anh lại không thả Royal Champion thì lại đẹp trai quá. Nhoi nhoi giao bánh thôi anh. Vâng, nhoi xong phát đấy. Ui rồi, đóng băng quá, được đấy. Ui, rụng hết rồi. Vâng, quân còn quá đông. Một trận thi đấu mà rồng còn một mả luôn. Diễn biến là quá nhanh, 4-5 con rồng nó ăn chết thằng King 70, khổ thần rồi, nó góc 6 giờ nó đấm cho. Rồi toang rồi. Siêu dị Trung Quốc luôn. Chúng ta hãy cùng theo dõi trận thi đấu mà đánh rồng điện mà có minion với cả là băng. Rồng điện bình nhân bản mà lại có cả Ice Golem các bạn nha. Hay đấy, hay đấy. Rồi, 2 balloon 9 là xử lý được trụ Archer đấy. Tiếp đến là hai cái balloon nữa. Như vậy minion nó đang phát huy tác dụng cực kỳ tốt ở cái góc này. Vâng, cho hai em đỡ đòn cho Blim đột nhập vào đây ăn được máy bắn đá. Rồi, chiêu diệt được cả Queen luôn. Rồng điện. Độc dược có luôn. Pha mở lối bằng cực kỳ căng. Giật trò Queen 70 ăn một hit của rồng điện cấp 4 được Ray phát là chết luôn các bạn ạ. Vâng, cách thả rồng điện rất hay nha. Vâng, không phải là thả càn như chúng ta đâu. Vâng, thả thăm dò từng em. Hay phết. Vâng, đây là cách đánh của Croatian Army. Rồi, đến từ Croatia đấy. Vâng, anh em thấy cái kiểu đánh nó ảo ảo không? Cô sập luôn được cannon. Càng quá. Vâng, mẫu bay này đánh theo kiểu bắn tỉa rồi. Ice Golem đi hỗ trợ cho Royal Champion. À, như vậy là muốn ăn cây Edifan ở đây các bạn ơi. Tiếp một dòng điện nữa cũng đã được thả ra. Và có một balloon đi sau. Ô, hay thật. Rồi, đã xong một cái một cái Edifan ở đây nữa. À, bây giờ mới dồn góc, dồn quân vào cái hướng góc 3 giờ đây các bạn này. Royal Champion đang làm thêm được Inferno nữa không anh? Đã quên nhầm chị chứ. Khoảng rồi. Đánh con giáo không? Ý, tuyệt vời.
Em Queen An được chủ A chờ đây. Vâng, hiệu 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 đóng băng cứu dòng điện không? Đây này, cái góc này không cứu dòng điện thì vâng, khả năng Queen oẳng rất sớm. Vâng, còn hai bình băng mà anh ấy vâng tiết kiệm, vâng để cho Queen phải đỏ loét máu luôn. Vâng, đây là cách thi đấu dị của người ta rồi thì mình cũng không bình luận được nhiều đâu. Ui giời, vâng, chấp băng à? Vâng, trận này anh đánh chấp băng luôn cũng được. Pha đấy anh không cần băng nữa cũng được. Vâng, trận thi đấu vâng khẽ lèn lẹt đến từ Croatian Army. Càng đấy. Tiếp theo chúng ta cùng đến trận thi đấu rông lớn Baspel đến từ người chơi Sini một lèn VTG. Đột kích từ hướng 6 giờ đi lên à? Phá được một bóng đen rồi. Nó lại hợp lý quá. Cái hướng góc trên này vâng, các bạn nhìn thấy là hai tia thổi gió vâng, nó thổi về hết 12 giờ. Đánh trên đấy mà đánh lính bay thì đúng là mệt nghỉ luôn anh em. Ồ, đầu tư kinh quyền ở ngay góc này luôn. Vậy là dồn toàn bộ rồng hướng 9 giờ sao? Cây Inferno nhiều tia không chi nhê gì đối với cả rồng điện. Rồng điện nó chơi hết luôn. Rồng kinh. Rồng thôi. Hay hay hay. Kinh vừa có pha quay xe cực kỳ hay. Được lắm kinh ạ. Vâng, không hổ danh kinh 70 max cấp độ. Nhưng mà bây giờ em lại bị đốt rồi. Toàn chim rồi. Vâng, như vậy là ăn được máy bắn đá này. Giết được Queen không? Ui dồi, nó là quá tuyệt vời. Vâng, ăn luôn được cả mỏ chim á. Không kịp rồi, không kịp rồi. Nhưng mà đấy là vẫn hay. Flim đập vào khu vực nhà chính. Phá được bom bẫy bay rất nhiều trong tình huống này. Vâng, ăn được nhà chính rồi. Vâng, rồi, vậy là như vậy là dồn rồng ở góc nào? À, đây rồi. Ô giời ơi. Một phá quay xe căng đét. Vẫn còn giữ lại một số balloon để ăn cái mỏ chim đấy. Cứu cho đại quân khẩn trương. Vâng, tình huống câu giờ cực mạnh. Rồi. Vâng, một pha vâng bất chấp luôn phải gồng Royal Champion thôi. Ăn được mỏ chim là rất căng. Rồi, Baspel từ hướng 12 giờ. Vừa vào đây chúng ta còn tới 4 bình đóng băng. Vâng, mỏ Wizard này. Ui giời, máy bắn đá sẽ hiệu thôi. Ui thổi gió vâng bịt luôn, bịt liên tọi luôn. Ui giời, không tiếc gì, không tiếc gì. Vâng đấy, anh nhắn anh ơi mua vé vàng đấy. Vâng, anh em nào muốn mua vé vàng thì hãy nhanh tay liên hệ kênh Akari Gaming để hỗ trợ nha. Mình vẫn đang nhận mua vé vàng để gói ưu đãi cũng như là gem viết các kiểu cho các bạn nha. Và các bạn cứ nhắn cho mình ở theo cái mô tả của video ấy các bạn ơi. Anh em nhắn liên tọi luôn. Đấy đấy, đấy, rồi. Và như vậy là Baspel đã cống hiến một trận thi đấu với rồng quá căng cò luôn các bạn ơi. Úp, tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng đến một trận rồng rồng lớn bằng hai bình nhân bản luôn. Càng đẹp. Một đội quân max cấp độ đến từ người chơi top 3 bên Trung Quốc. Vâng, để xem anh ấy xử lý như thế nào nào. Càng thế anh. Nhà này có gì đâu. Xíu mà. Ở trong một trận đua giải đấu hội chiến thì việc phân tích cho nó đánh cẩn thận chuẩn chỉ vẫn cần lắm các bạn nha. Rồi, rồng đã ăn rồi. 10 giờ đâm xuống. Vâng, có lẽ có King Queen ở đâu. Ồ, như vậy là chơi thả luôn. Đấy, nó phải có Queen bởi vì có một cái Air Defense nó lòi lòi kia kìa. Vâng, lần này vâng Super Queen, Super Kick gì cả. Vâng, tôi đánh càn luôn. Vâng, dân tôi đông mà. Đã có bình nhân bản đã được chìa ra rồi. Vâng, ui dồi ôi, gồng cứu cho một loạt quần trong tình huống này. Vâng, đập thêm bình tốc ngay khu vực nhà chính chỗ gần em Queen với cả là X-Bow. Vâng, rồng quá khỏe các bạn ạ. Ở dưới này khí cầu thả cũng được tham chiến để ăn luôn cái Air Defense cũng như là cân được cái Inferno nhiều tia góc này. Royal Champion này thì cấp 10 này, vâng cấp 10 nó chiên chết thằng cấp 20 rồi. Ô hô, vẫn còn một bình tốc không sao cả. Khí cầu thả đá nó đi nó hỗ trợ cho. Vâng, balloon balloon balloon, tốc 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 chiến tốc thắng nào. Rồi, nó lại đẹp quá. Ăn luôn cái Air Defense. Vâng, thằng King còn chưa cần gồng.
càng đen. Vâng, một trận đánh càn rất kinh khủng của Trung Quốc. Ui trời ơi, King Queen nó còn xanh máu và chưa gồng. Được đấy, được đấy. Vâng, những trận đánh rất hay. Rông lớn với hai bình nhảy. À quên nhầm, hai bình nhân bản. Gồng đi còn biểu diễn thì chần chờ gì nữa, vụt thôi. Tesla tập trung góc ở góc 3 giờ cả. Và khoảng rồi. Ui ôi, chậm một giây nữa thì thôi, vâng, cái kết nó quá đẹp.